305, chuyện thử thách giới đức. Tiền thân, Sila Vimamasana. Thật ra chẳng việc nào tội lỗi. Chuyện này do bậc đạo sư kể, khi ngài trú tại kỳ viên, về sự chê trách tội lỗi. Các tình tiết sẽ được kể trong số 459, tiền thân Paniya, trong chương 11. Sau đây là phần tóm tắt. 500 tỳ kheo sống ở kỳ viên, gần đến lúc nửa đêm hôm ấy, đi sâu vào cuộc thảo luận về dục lạc. Bấy giờ bậc đạo sư vẫn luôn luôn trông chừng các tỳ kheo suốt 6 thời khắc của đêm ngày, giống như kẻ chột, cẩn thận giữ gìn con mắt còn lại của mình. Như người cha chăm sóc đứa con một, như con trâu rừng giữ kỹ cái đuôi của nó. Giữa đêm khuya do thiên nhãn, ngài quan sát khắp kỳ viên và chứng kiến việc các tỳ kheo bàn thảo kia. Tựa như bọn cướp đã tìm thấy lối vào cung điện của một đại vương. Ngài mở cửa hương phòng, gọi Ananda và sai ông hợp các tỳ kheo lại trong tinh xá, trên con đường lát vàng, tức kỳ viên, và bảo dọn cho ngài một chỗ ngồi, ở trước hương phòng. Tôn giả Ananda làm theo lời dạy rồi báo cho ngài hay. Bấy giờ bậc đạo sư ngồi vào chỗ ngồi đã chọn sẵn. Bảo các tỳ kheo họp lại rồi dạy. Này các tỳ kheo, các trí giả ngày xưa nghĩ rằng, không thể che giấu, hành động sai trái. Và vì vậy, họ cố tránh làm điều xấu. Rồi ngài kể cho họ một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn. Khi lớn lên, ngài được một vị thầy nổi danh thiên hạ trú trong thành phố ấy dạy dỗ. Ngài đứng đầu số 500 học trò. Bấy giờ, ông thầy ấy có một con gái đã đến tuổi dậy thì, ông ta nghĩ, ta sẽ thử đức hạnh của các thanh niên này, ta sẽ gả con gái ta cho kẻ nào có đức hạnh cao nhất. Một hôm ông bảo các học trò, này các bạn, ta có một con gái mới lớn, ta muốn kén chồng cho nó, nhưng ta phải có quần áo đẹp và đồ trang sức thích hợp cho nó. Các bạn hãy lấy cắp vài thứ ấy, mà đừng cho các bạn khác biết, rồi mang đến cho ta. Khi nào không ai trông thấy thì ta sẽ nhận. Còn nếu các bạn mang món đồ bị người ta trông thấy, thì ta sẽ từ chối. Các học trò đều đồng ý và nói, tốt lắm. Thế là từ hôm ấy, họ lấy cắp quần áo, đồ trang sức mà các bạn bè không biết, rồi mang đến cho thầy. Ông sắp xếp các thứ mà mỗi người mang đến ở từng nơi riêng biệt. Về phần Bồ Tát, ngài chẳng lấy cắp thứ gì cả. Thấy thế, ông thầy bảo, còn bạn, bạn ơi, bạn chẳng mang gì đến cho ta ư? Ngài đáp, thưa thầy đúng thế. Thầy hỏi, sao thế bạn? Ngài trả lời, nếu lấy đồ vật mà không kín đáo, thì thầy không nhận. Nhưng con thấy rằng không thể nào che giấu hành động xấu của mình được. Và để chứng minh chân lý này, ngài đọc hai bài kệ sau đây. Thật ra chẳng việc nào tội lỗi, lại kính bưng đối với đời này. Kẻ ngu tưởng kín đáo thay, thần linh cũng đã thấy ngay hết rồi. Điều bí mật chẳng nơi giấu được, với tôi đây không nốt cái không. Ở nơi chẳng có ai cùng, nhưng tôi có đó, hết luôn không rồi. Ông thầy rất bằng lòng với lời lẽ ấy, liền bảo. Này bạn, nhà ta không thiếu của cải, nhưng ta muốn gả con gái cho một người có đức hạnh, và ta đã làm như thế để thử các thanh niên ấy. Bây giờ chỉ có bạn là xứng đáng với con gái ta. Thế rồi ông trang sức cho con gái và đem gả cho Bồ Tát. Còn với những người kia ông bảo, hãy lấy lại mọi thứ mà các anh đã mang đến cho ta, và đưa về nhà của các anh đi. Sau đó bậc đạo sư dạy, này các tỳ kheo, thế đấy, những người học trò xấu kia vì tính không thật thà, đã không lấy được cô thiếu nữ ấy. Trong khi chàng trai trẻ khôn ngoan kia, do đức hạnh tốt đã lấy được nàng làm vợ. Rồi ngài đọc bài kệ khác. Cậu hoang, cậu khánh, cậu vui. Lại thêm cậu dễ, cậu tồi, cậu vinh. Thảy mong được vợ cho mình, làm đường lạc nẻo mà thành long bông. Thấy rõ pháp từ trong tuổi trẻ, luôn chấp trì chân đế mà thôi. Do lòng can đảm cao vời, Bà La Môn lấy được người vợ kia. Sau khi chấm dứt bài thuyết giảng trang trọng này, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế, và ở các phần kết thúc về tứ đế, 500 vị tỳ kheo kia đạt được thánh quả. Bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ,
Xá Lợi Phất là người thầy, còn chính ta là chàng trẻ tuổi sáng trí kia. 306. Chuyện Hoàng hậu Sujata. Tiền thân Sujata, dáng như cái trứng, trái gì đây? Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên về Hoàng hậu Malika, Mạc Lợi. Một hôm, tương truyền có xảy ra việc cãi cọ giữa Hoàng hậu và vua. Người ta thường bảo đó là một chuyện xích mích trong hậu cung. Vua giận quá đến độ không cần biết tới sự có mặt của Hoàng hậu nữa. Malika tự nghĩ, chắc bậc đạo sư không biết rằng vua giận ta đến thế nào đâu. Nhưng bậc đạo sư đã biết hết, và quyết định sẽ giảng hòa giữa hai người. Vì thế tờ mờ sáng, ngài đã mặc áo trong, khoác áo ngoài, rồi cầm bình bát, dẫn theo 500 tỳ kheo vào xá vệ, và đến cổng cung điện. Vua đỡ lấy bình bát của ngài, đưa ngài vào nội điện và mời ngài ngồi vào chỗ đã được dọn sẵn cho ngài. Vua đưa nước cúng dường trên tay trái ngài và các tỳ kheo ở sau ngài, rồi đem cơm bánh ra mời. Nhưng bậc đạo sư lấy tay che bình bát của ngài lại và nói, thưa đại vương, hoàng hậu đâu rồi? Vua đáp, bạch Thế Tôn, ngài hỏi bà ấy làm gì? Bà ấy còn biết phải trái gì đâu, bà đang say sưa vì danh dự mà bà được hưởng. Tâu đại vương, bậc đạo sư nói, trước kia chính ngài ban vinh dự cho người phụ nữ ấy, bây giờ ngài lại lấy hết đi và không chịu xóa bỏ lỗi lầm mà bà đã phạm đối với ngài, thì ngài đã sai rồi. Nghe bậc đạo sư dạy thế, vua cho mời hoàng hậu đến, bà đến hầu cận bậc đạo sư, ngài dạy, các vị phải sống với nhau hòa thuận. Sau khi ca ngợi hạnh phúc của sự hòa hợp, ngài ra đi, từ đó vua và hoàng hậu sống hạnh phúc bên nhau. Các tỳ kheo bàn tán trong pháp đường rằng, chỉ cần một lời bậc đạo sư đã hòa giải được vua và hoàng hậu. Bậc đạo sư bước vào, sau khi hỏi các tỳ kheo đang bàn tán việc gì và được họ kể lại. Ngài dạy, này các tỳ kheo, không phải bây giờ mà xưa kia, ta cũng hòa giải họ bằng một lời thuyến dụ. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát là đại thần của vua, vừa là cố vấn về thế sự và thánh sự. Một hôm, vua đứng ở cửa sổ nhìn xuống sân cung điện. Ngay lúc ấy, một thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp đang đội trên đầu một rổ táo và rau. Táo đây, táo chín đây, ai mua táo không? Nhưng nàng không dám vào sân cung điện. Vua vừa nghe tiếng nàng đã yêu nàng ngay. Khi biết rằng nàng chưa có chồng, vua gọi nàng đến và cho lên ngôi chánh hoàng hậu, lại ban cho nàng vinh dự lớn lao. Bấy giờ, dưới mắt vua, nàng được yêu thương và làm vua hài lòng. Một hôm, vua đang ăn táo đựng trong một cái đĩa bằng vàng. Thấy thế, hoàng hậu Sujata hỏi, tâu chúa thượng, ngài đang ăn cái gì vậy? Và bà đọc bài kệ đầu, dáng như cái trứng, cái gì đây? Trong đĩa vàng kia đặt trước ngài, sắc đỏ xinh thai tâu thánh thượng, cái cây này mọc ở đâu vậy? Vua tức giận và nói, này, cô gái nhà bán rau quả kia, cô chuyên bán táo chín, sao cô lại không nhận ra trái táo là trái đặc biệt của chính gia đình cô hay sao? Rồi vua đọc hai bài kệ tiếp, áo quần mộc mạc đầu không mạo, ngày ấy nào cô hổ thẹn đâu? Vạt áo đựng đầy bao trái táo, bây giờ lại hỏi trái cây nào? Cô quá tự cao, hư hỏng ra, đời cô chẳng thấy thú đâu mà. Đi đi táo ấy lui về lượm, cô chẳng còn là vợ của ta. Thế rồi Bồ Tát tự nghĩ, chẳng có ai ngoài ta ra có thể hòa giải đôi vợ chồng này được. Ta sẽ làm dịu cơn giận của vua, và ngăn ngài đuổi bà ấy ra khỏi cửa. Rồi ngài đọc bài kệ thứ tư. Đây là tội của người phụ nữ, tăng trưởng theo ngôi thứ mà ra. Xin ngài thôi giận, thứ tha, vì ngài đã tặng cho bà ngôi cao. Vua nghe thế, bèn bỏ hết lỗi lầm của hoàng hậu, phục hồi ngôi cũ cho bà. Từ đó hai người sống với nhau rất hòa ái. Kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ vua Kosala là vua xứ Ba La Nại, hoàng hậu Malika là Sujata. Còn chính ta là quan cận thần kia. 307. Chuyện thần cây hồng điệp. Tiền thân Palasa. Bà La Môn sao người có trí. Bậc đạo sư lúc sắp diệt độ, đã kể chuyện này về trưởng lão Ananda.
Tôn giả Ananda biết rằng ngay trong đêm ấy, bậc đạo sư sẽ diệt độ, bèn tự bảo. Ta còn phải giữ giới lực, còn nhiều công hạnh phải thực hiện. Bậc đạo sư chắc chắn sẽ diệt độ rồi. Thế là công việc trong suốt 25 năm qua, ta cung phụng, ngài sẽ chẳng có kết quả gì. Tràn ngập sầu bi, trưởng lão gục vào then cửa có chạm hình đầu khỉ của phòng chứa đồ trong vườn và khóc nức nở. Bậc đạo sư thấy vắng Ananda, liền hỏi các tỳ kheo vị ấy ở đâu. Sau khi nghe thuật lại, ngài gọi vị ấy vào và bảo, này Ananda, ông đã tích trữ cả một kho công đức, hãy tiếp tục tinh cần, rồi ông sẽ được thoát khỏi khổ đau của đời người. Chớ nên sầu bi, làm sao sự phụng dưỡng của ông đối với ta bây giờ không có kết quả được, bởi vì những sự phụng dưỡng của ông trước kia, trong những ngày ông còn mang tội lỗi, đã không phải là không được đáp đền. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi vua Brahmarata trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra mang hình hài của một hần cây hồng điệp. Bấy giờ, dân chúng ở Ba La Nại rất sùng kính các vị thần như thế và vẫn thường đến cúng kiến. Một người Bà La Môn nghèo khó kia tự nghĩ, ta cũng sẽ đi cúng bái thần linh. Rồi ông ta tìm được một cái hồng điệp lớn, mọc trên chỗ đất cao. Ông rải sỏi đá rồi quét tứ xung quanh, săn sóc rễ cây sạch sẽ, nhổ cỏ. Ông dâng cúng một tràng đủ 5 loại hoa thơm, rồi đốt một cây nến làm lễ dâng hương hoa. Sau khi cung kính dâng thánh lễ, ông nói, mong ngài được an bình, rồi ông bỏ đi. Ngày hôm sau, ông lại đến thật sớm và ân cần chúc hỏi. Một hôm thần cây chợt nghĩ, người Bà La Môn này chăm sóc ta rất kỹ lưỡng. Ta sẽ thử lòng ông ta và tìm xem tại sao ông ta tôn kính ta, rồi sẽ ban cho ông điều ước muốn của ông. Thế là khi người Bà La Môn ấy đến quét tước quanh gốc rễ cây, thần liền hóa thành một Bà La Môn lớn tuổi đứng gần đó và đọc bài kệ đầu. Bà La Môn sao người có trí, lại hỏi han cây chỉ vô tri, lời cầu lời chúc ra chi, cây trong thảm ấy đáp gì được đâu. Nghe thế người Bà La Môn ấy trả lời bằng bài kệ thứ hai. Cây nổi tiếng từ lâu vẫn đứng chỗ an kia của những vị thần. Thần kia tôi kính muôn vàng, chắc rằng thần giữ kho tàng nơi đây. Vị thần cây nghe thế rất bằng lòng về ông ta, liền bảo, này Bà La Môn, ta sinh ra là vị thần của cây này, đừng sợ ta sẽ cho người kho tàng ấy. Và để làm an lòng ông, thần thể hiện thần lực, đứng lơ lửng trên không tại cổng, vào lâu đài của mình và đọc thêm hai bài kệ. Bà La Môn tâm đầy từ ái, chính ta đây ghi lấy việc người, hành vi sùng đạo trên đời, bây giờ kết quả cũng thời xứng cân. Cây sung kia đổ tràn bóng mát, xứng cùng bao tặng vật cúng dường. Dưới cây chôn một kho tàng, phần người được thưởng đào vàng mà sinh. Ngoài ra thần còn nói thêm, này Bà La Môn, nếu người phải đào kho tàng lên và mang theo thì người sẽ vất vả quá, vậy hãy ra đi trước đi, rồi ta sẽ mang kho tàng về nhà người và để tại chỗ kia. Thế là người được hưởng kho báu ấy suốt đời. Hãy bố thí và giữ tròn đạo hạnh. Sau khi khuyên dụ người Bà La Môn như thế, vị thần cây liền thực hiện thần lực chuyển kho tàng vào trong nhà của người đấy. Bậc đạo sư chấm dứt bài thuyết giảng và nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ Ananda là người Bà La Môn, còn ta là thần cây. 308